cơ hội nào trong vô vàn những cái cơ hội ở bên ngoài, chúng ta lựa chọn cái hướng đi nào trong vô vàn cái hướng đi ở bên ngoài, thì lúc đó phải quay trở lại nội tại, đâu là những giá trị mà mình trân trọng, đâu là những mục tiêu mà mình đạt được. Sẽ rất mong luôn nếu như một cô gái và một nữ lãnh đạo ở trong một thế giới mà cái gì em cũng muốn, nhưng vấn đề nỗ lực như thế nào và thậm chí phải đau đớn như thế nào để có được những cái mình muốn, thì lúc đó người phụ nữ phải là người trả lời được câu hỏi đó. Thì Diệp nghĩ giữa thách thức và cơ hội thì đây, một là phải biết mình là ai và mình muốn gì, hai là phải có tư duy đúng để chọn được cái hướng đi đúng cho bản thân mình. Và tư duy đúng đó, nó có thể được lan tỏa trong những cộng đồng phù hợp. Cho nên chúng ta phải chọn bạn bè chơi, chọn người để đồng hành. Và cái thứ ba nữa là xã hội ngoài kia đáng sợ lắm. Nhưng mà nếu mà không đi thì sẽ không có kết quả. Không đi thì mình lại dập chân ở hình ảnh cô gái cái gì cũng muốn nhưng mà không biết muốn gì. Cho nên chúng ta phải đi từ cái bước nhỏ, chúng ta phải dũng cảm để đối diện với những khó khăn, thách thức của mình. Chúng ta phải vài lần cô đơn, vài lần đau nước mắt, vài lần cảm thấy mình sai, vài lần cảm thấy là ở dưới đáy, để từ đó mình có những cái đột ngược dòng. Và nếu như mà chúng ta được nâng đỡ trong một cái cộng đồng của những cái team yêu thương và phù hợp thì có nghĩa là bạn sẽ được.